Việt Nam Trung Hoa, núi, sông liền sông, chung một dòng sông, mối tình hữu nghị sáng lớn như Biển Đông. Bên sông tắm cùng một dòng, tôi nhìn sang đây, anh nhìn sang đây, sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng. Chung một ý, chung một lòng, đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi. Nhân dân ta ca lên muôn năm, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông. Duyên nan Trung Hoa, san lèn san, trang lèn trang, cung linh thùng hai, ua mần diếu ỉ sen chào giang, cung dung y chàng xoay, chào sáng chen oan sen oan sen oan, chiêng thân cung thiên trung chỉ cao thang. Cung lý sen xin sen lèn, sừng lý tơ lưu sang sừng lý tơ lưu sang khung chi theo hô giang. Ủa mình cao hú oan xoay, hú chư miệng máu trở tung. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại sao ấy tôi lại hát lại cái bài hát này? Đấy. Năm 1965, đế quốc Mỹ đổ quân vào miền Nam nước ta, đồng thời là ném bom tàn phá toàn diện miền Bắc. Lúc đó ấy, thì tôi là một cậu bé đội viên thiếu niên 8 tuổi, còn chủ tịch Tập Cận Bình 11 tuổi. Ở bên này tôi đeo khăn quàng đỏ, ở bên kia chủ tịch Tập Cận Bình cũng đeo khăn quàng đỏ. Cái hồi đó ấy, cái tình hữu nghị, tình đồng chí, tình anh em giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc rất là thắm thiết, rất là thực chất. Đảng và chính phủ Trung Quốc ấy đã cùng với Liên Xô viện trợ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng và hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân Việt Nam đánh Mỹ. Chủ tịch Mao Trạch Đông hồi đó ấy, có nói rằng ấy, 700 triệu nhân dân Trung Quốc, bây giờ là gần tỷ tư rồi đấy, hồi đó là 700 triệu 700 triệu nhân dân Trung Quốc nguyện làm hậu phương vững chắc cho nhân dân Việt Nam yên tâm đánh Mỹ. Thưa quý vị, thưa các bạn ấy, tuy nhiên đến gần cuối cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy, thì Trung Quốc bắt đầu ấy là lạnh nhạt ấy, giảm dần viện trợ ấy, rồi là tiến đến ấy là bắt đầu ấy là gây hấn với Việt Nam, vu cáo Việt Nam và tấn công Việt Nam ấy. Điều đó ấy làm cho ấy nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Trung Quốc ấy rất là buồn. Đấy. Tại sao lại như vậy ấy? Là bởi vì cái sai lầm của Trung Quốc là muốn trở thành một cường quốc, đấy, một anh cả của hệ thống xã hội chủ nghĩa,
Mà trong khi đó ấy, lúc đó ấy, là Liên Xô được cả cái hệ thống xã hội chủ nghĩa gọi là anh cả. Đấy. Thế thì Việt Nam ấy hoàn toàn ủng hộ Trung Quốc trở thành cường quốc, và một cách tự nhiên có thể trở thành anh cả của hệ thống xã hội chủ nghĩa như Liên Xô. Đấy. Nhân dân Việt Nam cũng như là Đảng, Nhà nước Việt Nam ấy, là không hẹp hòi gì cái chuyện đó cả, mà rất mong đấy là như vậy. Đấy. Thế nhưng cái sai lầm của ban lãnh đạo Trung Quốc hồi ấy, tôi nói là hồi ấy nhá, đấy là đã đạt mục đích đúng bằng phương tiện xấu xa. Đó là gì? Đó là lôi kéo Việt Nam theo Trung Quốc để chống Liên Xô. Đấy. Nhưng lập trường của Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hồi ấy là rất rõ ràng, là không theo Trung Quốc chống Liên Xô mà cũng không theo Liên Xô chống Trung Quốc. Và Bác Hồ ấy, trong di chúc Bác nói là ấy, Bác rất đau lòng trước cái sự bất hòa của các đảng anh em. Đấy, cái câu ấy của Bác là chính nói về cái sự bất hòa giữa Liên Xô và Trung Quốc. Thế thì đến cái giai đoạn của cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy, thì Trung Quốc thấy không lôi kéo được Việt Nam theo Trung Quốc để chống Liên Xô. Đấy, thì Trung Quốc quay ra lạnh nhạt dần, và cuối cùng là vu cáo Việt Nam rồi là tấn công Việt Nam. Đấy, thì cái điều đó làm cho nhân dân hai nước và những cái thế hệ như chúng tôi trở lên ấy rất là buồn, rất là đau xót. Để tôi kể qua một tí thôi. Đấy, tức là ấy, những người chuyên gia Trung Quốc sang làm việc ở Việt Nam, ví dụ như là chuyên gia Trung Quốc làm ở cầu Thăng Long. Đấy, cầu Thăng Long là do Trung Quốc thiết kế và giúp ta xây dựng. Đấy. Thì khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu ấy là gây hấn với Việt Nam, vu cáo Việt Nam là bài xích người Hoa để nhồi sọ nhân dân Trung Quốc, rằng ấy, Việt Nam là vô ân, Việt Nam ấy là tiểu bá, Việt Nam ấy là láo xược, quên ơn vô ân với Trung Quốc. Đấy, nhồi sọ nhân dân Trung Quốc như vậy. Đấy, khi nhồi sọ được rồi thì mới có cớ để tấn công Việt Nam. Đấy, thế thì trong cái một loạt những cái động thái ấy thì Trung Quốc rút hết toàn bộ các chuyên gia ở các cái công trình xây dựng giúp ta. Đấy, thì tôi được nghe tận tai là các chuyên gia Trung Quốc đấy, họ khóc. Đấy, nhiều người ấy là ngày mai về nước thì hôm nay ấy là lên cầu ấy là ôm lấy cán bộ công nhân Việt Nam và họ khóc. Đấy, và có cái điều này tôi chưa được kiểm chứng, nhưng mà hồi ấy là mọi người đều nói, tức là có những chuyên gia Trung Quốc ấy họ còn ấy bí mật họ để lại những cái bản sao bản vẽ cầu Thăng Long cho cán bộ xây dựng của nước ta. Thế còn trong cơ quan tôi ấy, trong cơ quan bố mẹ tôi ấy cũng có người Hoa. Đấy, hồi ấy tôi gọi là chú Dân và cô Hà là một đôi vợ chồng. Đấy, và có vợ chồng cô Tuệ nữa. Khi những cái năm 77-78 ấy, Trung Quốc chuẩn bị tấn công Việt Nam ấy, và chuẩn bị dư luận ấy, quốc tế cũng như dư luận cho nhân dân Trung Quốc để nhồi sọ nhân dân Trung Quốc ấy, thì đêm đêm ấy là người từ bên kia bên dưới là vượt sang đi đến những cái khu nhà bà con dân tộc Hoa. Đấy, tức là người Hoa đã trở thành dân tộc của thiểu số của Việt Nam ấy, để vận động và đe dọa là tới đây Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam, sẽ không đảm bảo an toàn tính mạng, yêu cầu ấy là người Hoa phải rút hết về nước. Đấy, thế và ở Hà Nội cũng thế, là đêm đêm người của Đại sứ quán Trung Quốc ấy là bí mật đến
nhà của những người Hoa. Đấy, trong đó là có vào cơ quan bố mẹ tôi ấy, thì chú Dân, cô Hà ấy, chú Dân ấy có kể lại với bố mẹ tôi là đêm qua họ vào và họ đe dọa vợ chồng em. Cho nên ấy là tới đây ấy, có lẽ là vợ chồng em cũng phải đi thôi anh chị ạ. Và cái hôm mà cô chú lên đường thì cô chú có đến chào bố mẹ tôi, và chú Dân ấy ôm lấy bố tôi và chú khóc. Nhưng sau đó ấy, thì cô chú quá hiểu ấy, là cái tình đoàn kết người Kinh và người Hoa ở Việt Nam muôn đời nay nó rất là tốt. Đấy, tôi cũng có một bạn ấy, mà bố của bạn tôi ấy, đấy, là cũng là người Hoa, mà bác ấy còn được huân chương kháng chiến chống Pháp. Đấy. Thế rồi cô chú Dân Hà ấy là cô chú sang Vương quốc Anh chứ không trở về Trung Quốc. Đấy, bởi vì cô chú rất hiểu là cái tình anh em giữa dân tộc Kinh và dân tộc Hoa ở Việt Nam, và cái đối xử hoàn toàn là bình đẳng công bằng của Đảng nhà nước đối với các dân tộc. Đấy, hồi ấy gọi là 5-6 dân tộc cơ, mà bây giờ mất cái dân tộc Hoa bị Trung Quốc lôi kéo về nước hết rồi. Đấy, cho nên bây giờ còn có 54 dân tộc nữa thôi. Đấy. Hiểu như thế cho nên là chú Dân, cô Hà không về Trung Quốc, mà cô chú là đi Vương quốc Anh. Và cách đây khoảng chục năm, tức là đầu những cái năm 2000 ấy, đấy, thì chú Dân, cô Hà có trở lại Việt Nam và có đến thăm mẹ tôi. Lúc ấy là bố tôi mất rồi. Đấy, thì tôi kể câu chuyện này để quý vị khán thính giả, nhất là lớp trẻ, biết một cái sự thật về cái tình hữu nghị, tình anh em, tình đồng chí là vô cùng là thắm thiết trước đây giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều đó là có thật. Đấy. Và cái nguyên nhân tại sao mà ngày nay ý, là lại có những cái mâu thuẫn đấy, giữa hai nước. Đấy, tuy nhiên lãnh đạo cấp cao hai nước đấy, từ năm 1990 là Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Rồi là phân định lại đường biên giới trên biển và trên bộ ấy, và cái lãnh đạo cấp cao hai nước ấy là luôn luôn ấy là chỉ đạo là cái tình, tức là nối lại cái tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, và hợp tác giữa hai nước ấy bình đẳng, đôi bên cùng có lợi. Đấy. Tuy nhiên ấy thì ở Trung Quốc cũng có bọn phản động chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, chống nhà nước Trung Quốc. Đấy. Ở Việt Nam cũng có bọn phản động chống Đảng Cộng sản Việt Nam và chống nhà nước Việt Nam. Đấy. Thì bọn chúng ấy đều tấn công cái tình hữu nghị, cái sự hợp tác giữa hai nước. Đấy, bọn chúng đều tấn công, chúng không chỉ là xuyên tạc mà chúng còn có những hành vi gây hấn trên thực địa, ở trên biển. Đấy, như là bắt giữ ngư dân, rồi thì là ấy, gây hấn như là cắt các tàu Viking. Rồi ấy là đưa giàn khoan 981 vân vân, thì những cái động thái đó ấy là không phải là cái chủ trương
đấy, cái chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, mà là những cái bọn phản động cấp dưới ở các địa phương đấy, làm cho lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cũng rất đau đầu. Bởi vì với cái bọn ấy là rất là khó trừng trị đấy, nếu trừng trị chúng ấy thì bởi vì cái thời Đặng Tử Bình đã nhồi sọ nhân dân Trung Quốc rồi, nhân dân Trung Quốc cũng tin tưởng là Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Quốc, giống như nhân dân ta cũng tin tưởng Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Cho nên ấy, ở đây nó là cái vấn đề tinh thần dân tộc. Nếu mà đụng đến cái bọn phản động mà nó gây hấn cái mối quan hệ Việt Trung, nó phá hoại cái mối quan hệ Việt Trung ấy, thì chúng ấy sẽ lưu loa lên rằng ấy là Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại dân tộc đấy. Cho nên ấy là trừng trị những cái bọn phản động ấy đấy, là rất khó, rất đau đầu cho lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Cũng như ấy là cái bọn phản động ở Việt Nam ấy, nó lợi dụng quyền tự do dân chủ để nó chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, chống phá cái sự bình yên của đất nước, cũng rất là khó trừng trị chúng ấy. Bởi vì chúng lợi dụng quyền tự do dân chủ, chúng lợi dụng ấy là hiến pháp và pháp luật để chúng nó phá hoại, thì trừng trị chúng rất khó. Thì ở bên Trung Quốc cũng thế, bên Trung Quốc thì lại vướng cái vấn đề là tinh thần dân tộc nữa đấy. Nếu mà đụng chạm đến cái vấn đề ấy là lại đụng chạm đến cái vấn đề tinh thần dân tộc.